girl, you something I know, I know. The sun is coming, I'm still coming. Let's go, let's go. Day is coming, get it started. Oh no, oh no. I feel the music bumping through me. Let's roll, let's roll. Wake up in the morning from the night we had before. Walking all around the bodies that are wasted. Hello. Video ngày hôm nay chủ đề sẽ là Spring Summer Fashion Haul. Thì Han rất là vui khi mà mọi người có vẻ là thích những cái content về fashion của Han. Cơ bản là mùa xuân và mùa hè ở Sài Gòn thì nó cũng giống nhau thôi. Hôm nay thì ở đây Han có một vài cái quần áo mới với lại một vài cái item phụ kiện mới thì Han sẽ share với mọi người. Tại vì Han biết là chắc chắn mình sẽ mặc rất là nhiều trong mùa này. Bây giờ thì mình bắt đầu nha. Cardigan là một trong những cái item ở trong tủ của Han có nhiều nhất luôn á. Thì đầu tiên Han sẽ nói về cái áo Zara này. Nó là một cái áo cardigan chất liệu knit. Nó được đan kiểu đan lỗ á. Lúc mà Han coi cái này trên online store là hôm sau Han đi ra ngoài store Han mua liền luôn á. Cái áo này giá Han mua hình như là tầm 900 ngàn á. Nhưng mà Han nghĩ đối với cái chất liệu mà sờ nó dày dặn như thế này thì 900 ngàn không phải là quá mắc á. Cái điểm mà Han thích nhất ở cái áo này đó là cách phối màu giữa màu hồng hopping với lại màu xanh lá. Thì màu xanh lá là một cái màu đen rất là on trend năm nay luôn á. Hai cái màu này Han thấy đi với nhau á, nó rất là nổi thì mình mặc lên rất là nổi bật, rất là trendy. Có thể mặc không hoặc là phối ở trong một cái tube top. Đi biển cũng có thể khoác ngoài bikini rất là dễ thương. Tiếp theo sẽ là một cái cardigan có phối lông ở cổ và ở tay như thế này. Thì cái này Han mua ở Mama Virus cho một lần mà Han đi dạo vòng vòng ở trên chung cư 42 á. Đây là chất liệu thun tâm, mặc lên nó rất là mát và nó rất là mỏng nhẹ luôn, foam basic thôi. Một cái điểm đặc biệt nữa là cái cổ áo này nè, mình có thể tháo rời ra. Nếu mà nóng quá hay là không thích đó, thì tháo ra mặc như là áo cardigan bình thường cũng được. Nhưng mà cái tay này á, thì là nó dính luôn. Good Leather Edge cardigan. Cho bạn nào chưa biết thì Good Leather Edge là cái online brand của Han. Đây là một cái cardigan có nón ở đằng sau như thế này và có double dây kéo luôn. Mọi người có thể kéo lên kéo xuống hai chiều tùy mọi người size thế nào cũng được. Đây là một cái màu xanh hemlock, mặc lên rất là lạ luôn á. Han thì thường hay style theo hai kiểu, một là Han sẽ mặc giống như là áo khoác phối với thêm một cái áo nữa ở trong, áo thun crop top hay là áo tank top gì cũng được, hoặc là mình mặc không như cardigan cũng rất là xinh. Đây cũng là một trong những cái item best selling cái mùa vừa rồi. Han cũng muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã support cho cái business nhỏ bé của Han. Đây là một cái áo của H&M. Nó là một cái áo có họa tiết hoa nhí như thế này, nhìn vô là thấy rất là summer rồi đúng không? Cái áo này nó là form áo trễ vai và crop. Kiểu áo này nó chạy thun nhúng hết full cái áo luôn. Có thể mặc phối chung với quần jogger hay là quần short gì đó thì đều dễ thương hết. Đây là một cái áo super crop top, được làm bằng chất liệu đan mà kiểu đan lưới á. Thì Han thường mặc cái này phối chung với là áo ống hay là đầm ống hoặc là áo tank top gì đó cho những ngày mà tự nhiên cái mình muốn mặc đồ kín đáo á. Thì Han sẽ mặc cái này ở ngoài. Tiếp theo sẽ là hai cái áo thun. Áo thun là một trong những cái món mà everyday wear của Han luôn á. Thì đây là hai cái áo thun của Good Leather Edge, làm từ chất liệu cotton thấm hút rất là tốt. Han thường mặc đi chơi, đi làm hay là đi chợ gì đó cũng được, rất là thoải mái. Đây là một cái chiếc crop top có in hình một con chim. Thì cái con chim này là con chu tước á mọi người. Nó là một trong những cái con linh thần của phương Đông, của châu Á mình á. Thì đây là một cái form crop top, mặc á thì nó sẽ ôm vào cái phần body của mình nhưng mà nó không quá chật. Hai bên hông á thì nó sẽ có sợi dây như thế này để mình quấn quanh eo của mình. Thì Han thường style ở đằng sau, ở đằng trước hay là ở bên hông gì đó đều được, mặc rất là dễ thương. Cái áo này đó là một cái áo oversize in hình Bacardi beer theo cái style vintage á. If you know, you know. Đặc biệt một cái là cái chất liệu in này nó được in chìm vào áo luôn. Thì khi mà mình mặc á, nó sẽ không bị hầm hơi, nó không có bị nóng vào trong người của mình, giống như là những cái loại in đề can như một mảng như thế này, mặc rất là nóng luôn. Tiếp theo sẽ là đến outerwear, áo khoác. Thì đây là một cái áo sơ mi Han mua của Lider. Đây là một cái áo sơ mi oversize. Vì là form áo nam cho nên nó rất là to. Chất liệu vải rất là dày dặn. Ở đằng sau á, có in một cái logo của Lider như thế này, Lider Club. Han mua để mặc cùng với lại những cái đầm hai dây hay là đầm hở lưng gì đó. Hoặc là nhiều khi Han cũng mặc cái kiểu oversize luôn, mặc chung với lại quần thụng. Nhìn cái kiểu rất là old school, rất là chất nữa.
Chiếc blazer này là một trong những cái item mới của Good Leather Edge. Có thể mặc nó là áo khoác bên ngoài hoặc là mặc không đều được. Khi mà sản xuất cái áo này á thì bọn Han đã test qua rất là nhiều chất liệu vải tây rồi, và cuối cùng thì tụi mình cũng lựa được một cái chất liệu vải rất là tốt và chất lượng như thế này. Thì đây là có họa tiết sọc dọc, áo này được độ một cái lớp mỏng ở vai, khi mình mặc lên rất là đứng form. Thực ra thì đây là một set đồ luôn, nó đi cùng với một cái chân váy nữa, nhưng mà Han vẫn có thể tách set ra, Han phối chung với những cái quần tây này nè. Tổng thể cũng rất là chic. Đây cũng là một cái quần màu xanh khác của Han. Màu xanh này nó là một cái màu xanh matcha Han mua của AEE. Thì Han thấy AEE cũng là một trong những cái brand, cái style rất là thú vị. Phong quần là ống suông và lưng cao, thì khi mặc lên thì làm chân của mình nhìn rất là dài. Một cái điểm đặc biệt mà Han thích nữa đó là cái phần này. Có thiết kế túi đắp như thế này nè. Cái phần lai của lưng khi mà mình giặt vài lần thì nó sẽ tưa ra như thế này, nên Han thường mặc chung với lại áo crop top để show được hết cả cái phần lưng. Tiếp theo thì Han có một cái quần ống suông luôn, cũng form giống như cái quần AE nãy thôi, nhưng mà nó khác màu. Cái này là một cái màu nâu. Han thấy cái màu quần này rất là lạ luôn. Han mặc hoài những cái kiểu quần tây ống suông như thế này, Han thường phối chung với sneaker, tại vì Han thích những cái style kiểu nó thụng thụng, old school. Chất liệu của cái quần tây này rất là nhẹ, mặc lên rất là thoải mái. Tiếp theo thì sẽ là cái quần da beo như thế này của Good Leather Edge. Han cực kỳ mê những cái họa tiết ngựa vằn, họa tiết đốm như thế này. Thì khi mà Han thấy được cái chất liệu vải này ở ngoài chợ vải á, là Han nghĩ trong đầu là ok, mình phải mua liền, phải mua ngay lập tức luôn, xong rồi về tính mẫu sau. Đây là một cái quần form classic ống đứng. Cái detail Han thay cái dây kéo bằng một cái hàng nút như thế này. Và một cái điểm Han rất là thích nữa đó là cái phần rã ở đằng sau. Han không biết là mọi người có thể thấy như thế này không, thì đây là một cái đường rã vòng cung làm cho cái quần nhìn rất là lạ. Quần này vải có hơi co giãn một chút xíu á, cho nên mặc rất là thoải mái. Cái quần ống loen này cũng là một trong những cái item Han mặc mỗi ngày luôn á. Và mùa nóng thì những cái quần lưng thun như thế này á, nó rất là thoải mái, tại vì lưng nó co giãn rồi tốt, mặc thoáng mát nữa. Và đặc biệt ở dưới cái gấu quần này thì nó có xẻ một cái đường, khi mà mặc lên thì nó sẽ hắt cái chân mình rất là dài, mặc thoải mái, dễ phối đồ nữa, rất là thích. Chất liệu vải là cái chất liệu vải hơi nhũ, hơi kim tuyến tí xíu, nó có dập ly, rất là lạ, đẹp. Còn giờ này Han thích mặc những cái set theo bộ lắm. Thì cái set đồ này là cũng của Good Leather Edge luôn. Ở trên là áo sweater, và bên dưới là một cái quần jogger. Thì Han cũng biết tâm lý mọi người ở Sài Gòn thì sợ mặc nóng á, thì khi mà Han đi lựa vải thì Han tìm được cái loại vải rất là mỏng, nó là thun da cá rất là mỏng, có thể mặc được trong mùa hè và những nơi nóng quanh năm như Sài Gòn của mình. Han thấy rất là thích cái họa tiết da beo được in chìm màu xám, và ở đằng sau lưng sẽ có một cái logo Good Leather Edge như thế này. Còn jogger thì form basic thôi, mà Han cố tình làm nó rộng như thế này. Cái lưng quần thì sẽ hơi ôm một tí xíu, nhưng mà khi mà mình mặc lên thì nó sẽ không quá chật, tại vì Han rất là thích mặc những cái quần jogger mà lưng nó hơi cao chút xíu, mình có thể phối cùng với crop top luôn, rất là dễ thương. Và set tiếp theo là cái set đồ mà Han đang mặc đây. Đây là một cái set bao gồm có tank top, cardigan và một cái short ở dưới nữa. Chất liệu là thun tăm, rất là mịn, màu xám hơi có vân đốm, rất là đẹp. Nếu mà nhìn ở ngoài thì mọi người sẽ thấy rõ hơn. Như Han nói, mùa hè là một cái mùa rất là nóng, cho nên Han đề cao những cái bộ đồ nó mang cái tính chất thoải mái là the best. Nói là set như vậy thôi, nhưng mà từng cái item này á, khi mà mình tách set ra mình vẫn có thể phối được với những cái item khác một cách ngon lành. Cái đầm cherry này là từ mùa trước rồi, nhưng mà đến bây giờ thì nó vẫn là một trong những cái đầm favorite của Han. Cầm lên thì thấy nó hơi khó nhìn ra phòng tí xíu, tại vì cái đầm này là thiết kế vạt đắp kiểu yếm cột cổ á. Họa tiết là cherry như thế này, nhìn là thấy mùa hè rồi đúng không? Ở bên hông của cái đầm á, nó sẽ có một cái lỗ như thế này, mọi người luồn cái dây qua và sau đó mình sẽ cột ra eo ở đằng sau là ok. Thường thì Han mặc cái đầm này á, thì Han sẽ layer thêm với là một cái áo sơ mi oversize hoặc là áo khoác ở ngoài nữa, để cho nó đỡ hở, tại vì cái đầm này cái lưng nó khoét hơi sâu. Và món cuối cùng đó là một cái đầm dập ly như thế này, màu vàng mù tạt được phối với màu xanh lá chuối. Hai cái màu này nhìn tưởng không hợp, nhưng mà mặc lên là hợp không tưởng nha. Form thì là form chữ A basic đơn giản thôi, hợp cho những cái buổi cà phê hẹn hò mà không biết mặc cái gì á, thì chọn cái đầm này mặc lên thì basic thôi nhưng mà vẫn rất là nổi bật. Và tiếp theo sẽ là túi.
kia là một cái tote bag của BB & Shimmy. Nếu mà mọi người chưa biết thì BB & Shimmy là của bạn Han Phón. Cái này là Phón nó tặng cho Han nè. Nếu mà mọi người có follow Instagram của Han thì mọi người sẽ thấy là Han đeo cái túi này rất là nhiều, tại vì Han rất là thích nó, rất là tiện dụng luôn á. Nó là bự, đựng được rất là nhiều đồ. Cái túi này nó là chất liệu ni lông, có phối lông ở cái miệng túi và ở bên hông túi như thế này. Thực sự là cái túi này nó fit được cái laptop 13 inch của Han, để thêm điện thoại, bóp tiền, để camera, để sổ sách này nọ. Han sách đi phải nói là tất cả các sự kiện luôn, Han đi chơi, đi làm. Tại vì nó nhìn rất là stylish, hợp với tất cả các outfit của Han luôn, rất là tiện. Han sẽ xài cho đến khi nó nát thì thôi. Thank you, Son. Còn cái này là một cái túi shoulder bag cũng của BBC Me luôn, nhưng mà cái này là Han mua để ủng hộ Phan. Hình như là nó có thêm một cái màu là màu đen nữa, nhưng mà Han chọn cái màu xanh baby blue như thế này. Chất liệu này Han nghĩ là simili giả da cá sấu, và hai cái kiểu pocket ở ngoài như thế này, nhìn cho cái túi rất là lạ. Cái này nó có thêm một cái sợi dây dài nữa để mình có thể đeo chéo như thế này nè. Và ở trong thì Han nghĩ là sẽ fit vừa điện thoại, bóp tiền và một số cái đồ make up của mình á. Han sẽ đeo cái túi này đi những cái dịp mà Han chỉ đi chơi bình thường nhẹ thôi á. Đeo nếu mà dễ thương, phải đeo như thế này. Và đó là tất cả những cái item mà Han muốn show cho mọi người xem trong video ngày hôm nay. Và nếu mà mọi người thích những cái content giống như là fashion haul như thế này nữa, hoặc là có những cái câu hỏi gì, thì nhớ comment bên dưới cho Han biết nha. Và Han sẽ để tất cả những cái link sản phẩm ở bên dưới phần description box để mọi người có thể dễ check hơn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Thank you. See you. Tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I am sad.